nhớ nhớ sao 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 em mình đi trước 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 đó đi em thất đấy nhé em đi trước con phải chèo không con có để ảnh qua cầu nha các bạn hạ xuống nào trời ơi sướng quá con ơi wow con dâu chú rẻ hả không ghê Yếm Suka cười cái mặt cái coi đâu rồi chèo mệt không chèo mệt không chèo thuyền mệt không chèo đâu chỗ đó nước vào trong này nước vào trong này lấy xuống đùn 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 An Yếm Suka quay mặt lại nào An điểm danh rồi Yếm đâu 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 tôi không muốn làm người khác được ích lợi ích nhưng tôi sẽ ra thất thần Suka không thò tay xuống thôi cũng có nhập lên em này kiểu ước rồi anh mới vừa đắm thôi coi giờ một lần nữa rồi chú có bao giờ đi đến thành đấy có rồi con bây giờ con có yêu cầu chú lên đi lên nói như thế là cái chừng nó kêu đi tiếp giờ đi tiếp đi cô có một cái đèn bố chưa biết ăn cái gì chưa hồi chiều cô lầu tôi hả rồi ăn nhiều thứ nhiều món cao lầu nem lụi bánh đập tàu phở thì quốc hết thôi vừa chua chậm nhất thôi đấy con ơi để chờ tiền đông rồi mấy con thuộc vào dùng chú bỏ tay vô xuống xuống đây rồi mấy con thuộc vào dùng chú rồi bỏ tay vô xuống kẹt tay kẹt tay nha vô mát thuyền nha tay kìa có phải nghe lời chứ cái đó là an toàn cho con hiểu không? Ê, cái tàu kia em không có chòm người. Chết cái không gọi được ông con kéo anh hai không? Đâu An Yếm Suka, Yếm quay mặt lại coi. Tớ không muốn ra. Chuẩn bị vào. Chuẩn bị vào bờ. Con ơi, mấy con tụi bỏ tay vô em. Tao vào giùm chú nào. Nó kẹt tay. Không được để đứa con. Không để lên thành luôn. Rồi tụi bay giùm chú ngay vậy bắt đầu nó chụp rồi đó. Bây giờ chắc tao thục vô. Đó, đụng vô thuyền đó, tay là nó sát mạng thuyền kia đó. Em coi chụp mình cú đầu. Thank you.
xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay cho bạn Trần Quốc Khang 8 tuổi ạ. À. Rồi bây giờ chú hỏi con một câu hỏi nha, con trả lời đúng hay sai nha. Nếu mà con trả lời đúng con sẽ được vàng. Ok Khang, năm nay linh vật giải chạy tên là gì? Ok, chú hỏi lại nha, linh vật giải chạy hôm nay, năm nay là gì? Không biết không? Còn chàng pháo tay với bé Khe nè. Linh vật giải chạy hôm nay là Ron đấy nha. Chàng xí cũng lấy quầy cho con nè. Đây là một phần quà đến từ trung tâm tiếng Anh Worldplay. Đây chú gửi con nha. To lên cho con được không? À, cảm ơn bé Khang rất là nhiều.